công khai đòi nợ tiền tỷ, Khánh Thy giàu cỡ nào. Không chỉ có gia đình hạnh phúc, nữ hoàng dance sport Khánh Thy còn sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ. Khánh Thy sinh năm 1982, là một kiện tướng dance sport từng tham gia nhiều giải đấu lớn trong và ngoài nước, lập nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Cô kết hôn với chồng kém 11 tuổi, Phan Hiển từng là học trò của Khánh Thy. Năm 2022, cặp đôi tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của gia đình, khán giả. Trước đó, chuyện tình của cả hai từng đối diện nhiều sóng gió nhưng nhờ tình yêu vững mạnh nên đã đi đến hôn nhân viên mãn. Mới đây, Khánh Thy khiến dân tình xôn xao khi công khai danh sách những người nợ tiền của cô suốt thời gian dài mà chưa có dấu hiệu trả lại. Cô tự nhận mình có tính thương người, dễ mủi lòng nên giúp đỡ, cho người khác mượn tiền nhưng vô tình lại bị lợi dụng lòng tốt. Bên dưới bài đăng, Khánh Thy liệt kê danh sách nhiều người đang nợ tiền, trong đó cô cho biết có người vay 500 triệu đồng nhưng đến nay chưa trả. Cộng khoản tiền mà bà xã Phan Hiển cho người khác mượn ước tính khoảng vài tỷ đồng. Bất ngờ trước việc Khánh Thy công khai đòi nợ, dân tình còn tò mò nữ hoàng dance sport sở hữu khối tài sản khủng cỡ nào khi rộng lượng giúp nhiều người đến vậy. Trước đó, vợ chồng Khánh Thy và Phan Hiển nổi tiếng là gia đình có điều kiện trong showbiz Việt. Trong lễ ăn hỏi diễn ra vào năm 2021, cả hai nhận của hồi môn khủng từ hai bên gia đình. Cụ thể, Khánh Thy nhận 10 cây vàng, một mâm tiền mặt khoảng hơn 100 triệu đồng. Đồng thời, Khánh Thy, Phan Hiển còn được tặng nhiều vàng, trang sức quý, có giá trị không nhỏ đến từ người thân trong ngày trọng đại. Theo nhiều thông tin, Phan Hiển sinh ra trong một gia đình có điều kiện, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, hiện Khánh Thy đang sống cùng chồng và con trong biệt thự rộng 800m² mặt phố ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô mở học viện để giảng dạy ngay tại nhà. Nhà của cô được ví như một cao ốc văn phòng. Bên trong, vợ chồng cô còn dành không gian trang trọng để trưng bày những chiếc cúp, huy chương đạt được ở bộ môn dance sport. Ở sân thượng, Phan Hiển từng trồng vườn hồng ước tính 100 triệu đồng vì đây là loài hoa mà bà xã yêu thích. Không gian sinh sống của cặp đôi còn xanh mát vì được trồng nhiều cây xanh. Cặp đôi cũng thường có những bữa tiệc nhỏ để kết nối cùng người thân, bạn bè. Khi biết ông xã thích một mẫu mô tô đắt đỏ, Khánh Thy đã âm thầm liên hệ với hãng xe để hỏi thông tin và đặt mua làm quà cho Phan Hiển. Chiếc mô tô này có giá hơn 1 tỷ đồng vào thời điểm 2022. Có một lần, ông xã vô tình đăng bức ảnh ngồi trên chiếc xe của một người bạn lên trang cá nhân. Vì quá thích mẫu xe nên anh thường xuyên nói ước gì mua được nó. Tôi ghi nhớ điều đó và âm thầm liên hệ với hãng xe để hỏi thông tin. Thời điểm ấy, ở Việt Nam có hai chiếc màu đen. Khi hãng thông báo chuẩn bị cho phiên bản màu xanh, tôi đăng ký đặt mua ngay lập tức, cô từng chia sẻ. Sau này, Phan Hiển thường xuyên chở vợ đi dạo phố trên chiếc mô tô đắt tiền, cực ngầu này. Cặp đôi còn dùng chiếc xe như đạo cụ khi chụp ảnh cưới. Ngoài chiếc mô tô này, Khánh Thy và chồng còn có nhiều ô tô, mô tô có giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Thoải mái về vật chất, Khánh Thy và Phan Hiển thường xuyên tự thưởng cho bản thân cùng gia đình những chuyến du lịch đắt đỏ trong và ngoài nước. Cặp đôi từng cùng nhau đi nghỉ dưỡng ở châu Âu, Hàn Quốc, Thái Lan, đưa con trai đi thi đấu tại nhiều nước.